Thank you.
Bài thương Thánh Phao trong đồ gửi đến hữu Roma. Anh em thân mến, lòng đầy tâm không làm cho chúng ta phải khổ thẹn, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Ngài vào lòng chúng ta. Nhờ Thánh Thần Ngài đã ban cho chúng ta, ngay khi chúng ta còn yếu đuối, theo kỳ hẹn, Đức Kitô đã chịu chết cho những người bất tín. Ít có ai cách tay cho người công chính, hoặc trong mới có người đắng chết vì kẻ lành. Nhưng Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của Ngài đối với chúng ta, nghĩa là ngay khi chúng ta còn tạm tội nhân, thì Đức Kitô đã chết vì chúng ta. Phương chi bây giờ, chúng ta đã được nên công chính trong máu của người, thì nhờ người chúng ta sẽ được cứu khỏi cơn thịnh nộ. Thật vậy, nếu khi chúng ta còn là một mình mà chúng ta đã được giao hòa cùng Thiên Chúa nhờ cái chết của con Ngài, thì khi được giao hòa hẳn chúng ta càng được cứu độ hơn nữa trong sự công chính của Đức Kitô. Và không những thế, chúng ta còn được vinh hiển trong Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, nhờ người mà bây giờ chúng ta đã được lãnh nhân giao hòa. Đó là lời Chúa. Luôn luôn phát triển không ngừng, ngay kể cả Việt Nam chúng ta cũng vậy.
tiền tham lo đã sẵn sàng. Mùa đông năm nay đều có thoát khỏi các bệnh dịch nó không chết mang như người và chết một cách rất là đột xuất, không từ ai cả, từ những người quan chức của nhà nước rồi đến các thân phận trong hội thánh, đến người người dân, đến nỗi bên Mỹ hàng trên công nhân đơn sát cả và không có chỗ được về rồi phải đeo mà tiêu hủy đi. Thế rồi những chị em chúng ta, thế ở Việt Nam chúng ta, những khó khăn chồng chất khó khăn, những lo lắng sợ hãi chồng chất lo lắng sợ hãi, chúng ta thấy chưa bao giờ có những cơn bão đổ bộ vào miền Trung của chúng ta liên tiếp như vậy, mang cơn bão rồi sạt lở đất, rồi bão quân đi, rồi ngập nước để ta chết, và anh chị em chúng ta thấy tính mạng con người như là ngàn cân treo trên sợi tóc. Đó là những cái lo lắng bất ổn của con người đối với thiên nhiên, đối với thời tiết, đối với dịch bệnh và còn rất nhiều những việc khác nữa mà chúng ta phải lo lắng. Và hơn thế nữa thì anh chị em có lẽ chúng ta đây đôi chút còn là bình an so với thế giới, và đôi chút bình an cho anh em chị em Việt Nam chúng ta đã bình an đấy, tương đối là bình an. Nhưng mà thêm chị em chúng ta đầy những lo lắng khác và lo lắng mà hôm nay để chia sẻ với chúng ta được, lo lắng về đời sống vật chất. Chúng ta thấy trong cái hoàn cảnh chung của thế giới và đất nước thì chúng ta phải lo công an việc làm, lo công an tiền, lo đủ mọi chuyện. Và anh chị em chúng ta trong giáo xứ đền thánh ấy, chúng ta thấy anh em chị em chúng ta đi khắp mọi nơi để chúng ta lo lắng cho bản thân, cho gia đình, cho cuộc sống, cho tất cả mọi người. Rồi còn hơn thế nữa, anh chị em thời tiết khắc nghiệt, biết bao nhiêu người chúng ta phải ra đi bệnh tật, và chúng ta mới chỉ một chốc là đã thấy là đi ra khỏi đời này và về đời sau, và lo lắng chồng chất thêm như vậy. Anh chị em chúng ta hôm nay khi cử hành thánh lễ cầu nguyện cho tam bảo sơ xe của chúng ta đây, chúng ta đi đọc tin mừng thánh Gioan, chúng ta đã có cái Chúa Giêsu Kitô đã nghĩ đến thân phận con người chúng ta, nghĩ đến sự lo lắng của chúng ta, rồi đặc biệt khi chúng ta phải đối diện với một cái điều mà chúng ta không thể nào tránh được, đó là ốm đau bệnh tật và sự chết của con người. Và trong những ngày của năm phục vụ này, trong phần này chúng ta đọc, chúng ta thấy như là tất cả những cái đó cũng không theo chúng ta tư về, chúng ta không còn lối thoát nữa. Và anh chị em chúng ta thấy Chúa Giêsu nói với chúng ta hôm nay rằng các con đừng sao xuyến, đừng sợ hãi, bởi vì rằng Chúa Giêsu nói với tất cả là đừng lo lắng, đừng sợ hãi, hãy tin vào Thiên Chúa, tin vào Thầy. Rồi không phải là ngài chỉ dừng ở cái kiếp tuổi chúng ta cuộc sống mà thôi, nhưng mà ngài còn mở chúng ta một tương lai mới, một chân trời mới, một cái không gian mới, một cái hoàn toàn là chúng ta thấy nó rất là hay, rất là đẹp cho con người chúng ta. Và có thể nói là chúng ta phải những đôi thủ vẫn lo lắng như vậy thì chúng ta có thể chúng ta đặt rất nhiều vấn đề. Tại sao một con người khổ thế? Tại sao một con người chúng ta được sinh vào đời này? Và chúng ta làm cái gì đây? Rồi sau này chúng ta làm sao? Và tất cả cái cuộc sống của chúng ta, cuộc sống phối hợp của chúng ta mai sau sẽ như thế nào? Có lẽ đây theo tôi là có thể giải thích cho chúng ta được. Nhưng hôm nay Chúa Giêsu Kitô đã chỉ cho chúng ta đó. Anh em chúng ta nghĩ xem, không một tôn giáo nào, không một nhà lãnh đạo nào, không một người nào ở trần gian này có thể chỉ cho chúng ta thấy tất cả những điều đó. Chỉ Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa làm người, ngài sống trần gian, ngài đã biết tất cả
trung tâm, con đang có năng nuôi tâm, là lắng nghe của Trung Quốc và biết tất cả mọi sự, là năng nuôi tâm, người biết được thân và hiểu đạo của chúng ta, rồi đại yêu hiểu quý và đồng thời này chỉ chúng ta thấy tất cả những điều đó là sau khi chúng ta nắm mắt rơi tay rồi chết không phải là hết, nhưng mà chúng ta cũng mở ra cho chúng ta một con đường mới, con đường vinh quang, rồi chúng ta không dừng được cái chết đó mà chúng ta còn tiến sâu xa hơn, đó là chúng ta được sống mãi mãi và chúng ta đi theo Trung Quốc, rồi Chúa đã dẫn chúng ta và Trung Quốc chúng ta đi con đường đó để mọi dẫn dắt thì được chúng ta, và Chúa nói rằng Ngài đi trước để ngồi dọn chỗ cho chúng ta, và Ngài ở đâu thì chúng ta ở đấy với Ngài. Anh chị em không đến tổ tiên Chúa là người thiên phước là, và giờ đây Ngài bảo chúng ta rằng Ngài ở đâu thì Ngài sẽ ở đấy, vậy thì Chúa ở đâu thì anh chị em Chúa đã thiên phước là chúng ta được ở với thiên Chúa, chúng ta được ở với Ngài, và đường thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta ở trên thiên đàng, nhưng mà nó còn hơn cả điều mà chúng ta suy nghĩ về làm thiên đàng như vậy, còn hơn cả bởi vì là Chúa Giêsu Kitô sau khi nó từ nhận phục sinh rồi đó, sau 40 ngày Ngài lên trời rồi Ngài là thiên chúa mà Ngài là tôi tới thiên chúa ở cái thiên chúa và Ngài là tôi được kia thì cũng phải sống tiếp anh quên, cho nên là Ngài về thì Ngài ở với thiên chúa mà vẫn ở trong thiên chúa mà thôi, và như thế chúng ta có một người có chỗ ở trong không đọc thiên chúa mà thôi, và chúng ta được sống hạnh phúc trên mạng của thiên chúa. Anh chị em chúng ta thấy đó là yên đủ cho tất cả mọi người đến với chúng ta khi chúng ta nghe lời Chúa hôm nay. Nhưng mà để được sống trên Chúa ba ngôi, được ở trên Chúa ba ngôi thì Chúa Giêsu Kitô nói với tôi rồi, vấn đề là phải đi con đường mà Ngài đã đi trước. Để nói cho chúng ta bảo Ngài đi đâu cũng biết được. Chúa Giêsu bảo Ngài đã cho nên sự khác và sự sống. Ai đến với Ngài sẽ được sống, đi với Ngài sẽ được sống. Vậy các anh chị em, Chúa Giêsu Kitô đã đi con đường nào, anh chị em? Con đường của Chúa không phải là con đường nhung lụa, con đường của Chúa không phải là con đường trải thảm, con đường của Chúa là con đường cao to, con đường để biết hết sự thật rồi mới đến sự sống và sự sống đời đời, anh chị em. Vậy các anh chị em, nếu chúng ta chiều lòng với Giêsu thì chúng ta thấy rằng là cuộc đời này có hai cái chiều kích. Một cái chiều kích thứ nhất là Ngài yêu mến Thiên Chúa hết lòng hết sức hết linh hồn trí tôn. Chiều kích thứ hai là yêu thương tất cả mọi người. Vậy thưa anh chị em, hôm nay chúng ta được thánh lễ cầu nguyện của cha Chúa Giuse. Chúng ta thấy bước đầu cuộc đời cha Chúa Giuse đã đi con đường đó 76 năm, là người 76 năm mà Khải Chúa trong người anh, và ngay từ còn nhỏ thì cha Chúa của chúng ta đã đi con đường của Chúa, con đường cam go đó. Thế rồi chúng ta thấy Ngài đã dâng mình với Chúa đó là sống ở trong nhà Chúa, và trong hoàn cảnh khó khăn thì cũng phải bắt bớ đủ đầy tôi này kiên trì như vậy theo những cái đến cùng. Và nếu chúng ta làm đúng Ngài lúc này là như thế rất hiền lành, rất vui vẻ làm tất cả những công việc của mong muốn, chúng ta nên thanh tịnh chúng ta trong cái giai đoạn khó khăn đó. Một ông thầy quay cầu quay cửa nhà chung, rồi một ông thầy làm tất cả những gì mà có thể làm được, khiêm tốn hiền lành và luôn luôn vui vẻ với tất cả mọi người. Khi bất ngờ Ngài những gì đó, Ngài sẵn lòng để giúp đỡ anh em của chúng ta. Rồi Chúa vẫn thương Ngài và hoàn thành lòng linh hồn của Chúa trong những người đơn tuổi rồi. Nhưng mà chúng ta thấy Ngài luôn luôn yêu mến Chúa, yêu mến giáo hội, yêu mến anh em chị em, đúng không?
thúc một lời cầu nguyện tại sáu sứ mệnh đầy bất hạnh của chúng ta đây. Biết bao nhiêu anh em chị em chúng ta vô cùng thương tiếc, một chủ trăm hiền lành, một chủ trăm khiêm nhường, một chủ trăm luôn luôn hy sinh và giúp đỡ tất cả mọi người đúng với tinh thần Đức Kitô yêu mến Thiên Chúa, yêu thương anh em chị em, yêu tất cả mọi người. Bây giờ đây chúng ta được nhớ rằng chúng ta cầu nguyện cho cả các bạn và mỗi một người chúng ta sắp sẵn trong cuộc đời chúng ta cũng đang lo lắng, nhưng chúng ta cũng tin tưởng vào Chúa, nhưng chúng ta cũng tin tín ngưỡng của đời mình với Chúa. Đồng thời chúng ta đi con đường Chúa Giêsu đi, con đường mà cha bố thương xe nó đi, con đường yêu mến Thiên Chúa và con đường yêu thương tha nhân yêu thương tất cả mọi người, mà chỉ có con đường đó chúng ta mới đến với Chúa được thôi. Chúng ta xin Chúa cho mọi người chúng ta hôm nay khi cầu nguyện chúng ta có chung xe. Chúng ta xin Chúa nhớ đến những lời Chúa nói trong tin mừng hôm nay. Thầy đi dọc sông cho các con, để thầy ở đâu các con ở đây với thầy. Xin Chúa cho cha của chúng ta được ở với Chúa, sống với Chúa, hạnh phúc với Chúa về thiên quốc. Và khi cha của chúng ta được tất cả những điều tốt lành đó rồi, trước khi cha của còn ở trần gian, yêu mến anh em chị em, linh thông biết đồng tất cả mọi người và cách kia những giáo sứ để thánh với mọi người trong giáo sứ, thì chẳng có không quên chúng ta trước tôn nhân chúng mức và chẳng có sự đồng quên với chúng ta, để rồi một ngày mai đây khi chúng ta bước nhau chân chẳng có để chúng ta biết về đường trời và Chúa sẽ chờ vào chúng ta và cho chúng ta hạnh phúc quên Chúa một giờ. Chúa cầu xin đỡ Đức Kitô